Xin chào các bạn, mình là Nông Trần Nhật Nguyễn, Phó Ban Quan hệ Truyền thông của tổ chức Vietnam Brother. Như vậy là hội thảo du học Vietnam Brother năm 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến rất gần rồi. Chúng ta hãy cùng nhìn lại mùa hè này với những buổi thông tin hội thảo tại trường phổ thông Năng Khiếu, Học viện Yola, trường chuyên Lê Hồng Phong và trường chuyên Trần Đại Nghĩa, cũng như ngày trò chuyện cùng Vietnam Brother từ ước mơ đến hiện thực vừa qua nhé. Brother năm 2013 xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và nộp đơn tham dự hội thảo trong suốt thời gian qua. Kết quả tham dự hội thảo cuối cùng cũng đã được tung ra vào ngày 15 tháng 7 vừa qua rồi. Ban tổ chức thật sự rất ấn tượng với đơn đăng ký cũng như trân trọng những nỗ lực của các bạn trong quá trình tuyển chọn. Tuy nhiên, vì số lượng ghế có hạn nên chúng mình không thể chào đón tất cả mọi người được. Vì vậy các bạn chưa có cơ hội tham dự hội thảo Vietnam Brother lần này cũng đừng buồn nha. Một lần nữa, xin chào mừng tất cả các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào ngày 20 tháng 7 sắp tới tại khách sạn Grand, số 8 Đồng Khởi, quận 1. Vietnam Brother, thân chào!